Hôm nay giới thiệu nhanh cho anh em AK47 này, AK47 của RX. Con này xài đạn gheo. Đây anh em bỏ đạn vào đây. Thì anh em đây, đạn gheo đây. Đây là đạn gheo nhá. Bấm thì nó vỡ này. Đó. Đổ đây vào. Rồi. Nắp như này. Đó. Rồi. Mình sẽ bắn vào cái thùng kia cho anh em xem. Bạn đứng quay gần vào đây cho mình. Đấy nha. Thủng qua cái thùng rồi đấy. Đây mình sẽ chuyển vào chế độ auto này. Đó. Đó, thủng thùng. Mày thấy chưa? Quay vào chỗ kia kìa. Lực rất là mạnh. Đấy, mày thấy chưa? Ngoại hình nha, con này có cái blowback này. Đấy. Nó được tặng pin 11.1 nên là cái tốc độ của nó rất là nhanh. Và ở bên trong này họ đã độ sẵn bánh răng kim loại rồi. Đầy đủ bánh răng kim loại. Thế nên là độ bền chơi rất là cao. Ok.